Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi đọc tiếp theo chương thứ 3. Các đại diện chúa phần đông chỉ là những tên ác quỷ dâm tặc. Sách sử cho thấy rằng tình trạng loạn luân, loạn dâm và đỉ điếm trong giáo triều và xã hội Kitô giáo càng về sau càng trở nên trầm trọng và cực kỳ khủng khiếp. Chính vì thế mà sách Babylon mới dành cả chương 12 với nhan đề là Papan Amorality, tình trạng vô đạo đức của các giáo hoàng, với đoạn văn mở đầu của chương sách này như sau. Thêm vào những bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng nhân cách và đức độ của rất nhiều ông giáo hoàng không xứng đáng được gọi là giáo hoàng. Một số các ông giáo hoàng có những hành động hữu hóa, sa đọa, đê tiện và bỉ ổi đến nỗi ngay cả những người ngoại đạo cũng cảm thấy xấu hổ cho các ngài. Các ông giáo hoàng thường hay phạm những tội ác như ngoại tình, làm tình một cách bất bình thường với đàn ông, bán thánh, hiếp dâm, giết người và say sưa, túy lý. Những người thường cao rao là Đức Thánh Cha, là đại diện của Chúa Kitô, là giám mục của các ông giám mục, mà lại mang đầy những tội ác như vậy, ngay ra thật là rùng mình. Những ai đã thấu hiểu lịch sử của chế độ giáo hoàng và giáo hội La Mã thì đều biết rõ hơn ai hết rằng không phải tất cả các ông giáo hoàng đến thánh thiện cả. Bản văn sử trên đây đã nói lên thực trạng cực kỳ tồi tệ trong giáo hội La Mã hay trong đạo Kitô. Thực trạng này đã được sách sử phổ biến rộng rãi và các cơ quan truyền thông ở khắp nơi trên thế giới hầu như liên tục từ đầu năm 2001 cho đến ngày nay. Tệ trạng này đã hiện hữu rất phổ quát trong giới lãnh đạo cao cấp nhất trong giáo triều Vatican, cũng như tại các giáo phận và các giáo khu trong các quốc gia địa phương ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thứ nhất, người đi tiên phong là giáo hoàng Sixtus thứ ba năm 432-440. Chuyện này được giáo sĩ Peter de Roth kể lại trong cuốn Vicat Object ghi lại như sau. Khi bị đưa ra xử lý vì tội dụ dỗ một nữ tu, giáo hoàng Sixtus III 432-440 liền biện minh cho hành động trên đây của ông bằng cách dùng lời nói của Chúa Giêsu rằng: hãy để cho họ kẻ nào đã không hề có hành động như vậy ném đá trước nhất. Bàn văn trên đây cho chúng ta thấy rằng vào thời đó, giữa thế kỷ thứ 5, nếu giáo hoàng có tội thì tu sĩ và tín đồ Gia Tô còn có quyền bắt ông ta đem ra xử lý. Như vậy, vào thời đó, quan niệm công bằng trong pháp lý ở trong đạo Gia Tô hay giáo hội La Mã gần giống như cái nguyên tắc đạo đức thiên tử phạm pháp thì đồng tội như thứ dân. Trong chế độ quân chủ theo quan niệm Nho giáo ở Đông Phương, không bao lâu sau, giáo triều Vatican liền đưa ra một biện pháp sắc máu hơn để bịt miệng những người nào còn có ý muốn soi mói vào những hành động tội ác của trong cái tôn giáo này, hay dòm ngó vào cuộc đời ăn chơi phóng đảng, loạn luân, dâm loạn của các ngài đại diện chúa. Những biện pháp đó là: một, ban hành quyết định nói cho giáo dân và mọi người biết rằng giáo hoàng có quyền trút phế các vua chúa nằm dưới quyền thống trị của giáo triều Vatican. Giáo hoàng không lầm lẫn, không ai có quyền phán xét giáo hoàng, bàn tán, nói hành nói tỏi hay nói xấu các cha, tức là bàn tán, nói hành, nói tỏi và nói xấu Chúa. Người ngoan đạo có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. 2. Thiết lập tòa án dị giáo để xử lý và có quyền xử tử tất cả những phần tử bị cho là phá đạo, chống Chúa, rối đạo và tà giáo. Còn nhiều hơn nữa sẽ được nói rõ trong chương 22, tập 2 ở sau. Thứ hai, đến thế kỷ thứ 9, các nhà lãnh đạo giáo hội La Mã đã biến những nữ tu viện thành những ổ điếm, nhà thổ, nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Sự kiện này được sách Vicat Object nói rõ như sau: trong thế kỷ thứ 9, nhiều tu viện là những xà huyệt của những người đồng tình luyến ái. Nhiều nữ tu viện là những ổ điếm, nhà thổ, nơi mà những trẻ sơ sinh đều bị giết rồi đem chôn ở ngay trong đó. Các sử gia nói rằng từ khi đế quốc La Mã sụp đổ, Tây Phương không giết các trẻ sơ sinh nhiều như vậy, ngoại trừ ở trong các nữ tu viện. Hội nghị nhóm họp ở Atla Chapel vào năm 836 đã công khai thú nhận điều này. Về phần các ông tu sĩ Gia Tô thèm khát làm tình giải quyết vấn đề sinh lý, họ thường bị tố cáo về tội ác loạn luân, đến nỗi rằng họ bị cấm không được ở cùng cha nhà với mẹ hay cô dì và chị em gái của họ. Những trẻ sơ sinh do hậu quả của các vụ loạn luân thường bị chính các ông tu sĩ giết chết. Con số này rất nhiều và đã được một vị giám mục người Pháp ghi vào hồ sơ tài liệu 64. Thứ ba, từ thế kỷ thứ 10, giáo triều Vatican đã được coi như là cái ổ mại dâm, ổ điếm. Sự kiện này được sách sử nói rõ ràng như sau: giáo hoàng Sigius thứ 3 904-911 đã thông qua những đạo luật thông dâm, hợp pháp hóa tục đa thê, đa phu. Vì ông lên ngôi giáo hoàng bằng những cuộc chém giết nên một sử gia đương thời đã gọi giáo hoàng là Sigius là một tội phạm khủng bố. Và với cô Marozia là vợ bé của ông, đầy giáo quyền tối cao và những đứa con hoang của họ đã biến cung điện giáo hội thành xào huyệt của bọn trộm cướp. Triều đại của giáo hoàng Sigius thứ 3 đã xem như mở đầu thời kỳ của các chế độ mại dâm. Thứ tư, đến thế kỷ 15, giáo hoàng Sixtus thứ 4 năm 1471 năm 1484 hợp thức hóa việc giáo hội La Mã kinh tài nghề mại dâm bằng hành động, cấp giấy phép hành nghề cho những người chủ nhà chứa, đánh thuế các linh mục muốn có tình nhân, bán giấy phép cho các ông nhà giàu được quyền an ủi các bà có chồng xa nhà, vân vân. Sự kiện này được sách Vicat Object nói rõ như sau: giáo hoàng Sixtus thứ 4 năm 1471 năm 1484 can tội loạn luân ăn ở với chị em gái, sinh ra đứa con trai tên là Pietro Rio, và cũng là giáo hoàng đầu tiên cấp giấy hành nghề mở nhà chứa tại kinh thành La Mã. Nhờ vậy các ông nhà giàu được cấp giấy phép an ủi các bà có chồng xa nhà, vân vân. Chuyện này cũng đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong bài viết nạn hiếp dâm và loạn luân của tu sĩ đã được giáo hội La Mã hợp pháp từ thế kỷ 15. Qua bản văn sử trên đây, chúng ta thấy rõ là giáo hội La Mã đã chính thức hợp pháp hóa những hành động loạn luân và các ổ mại dâm từ thời giáo hoàng Sixtus thứ 4 năm 1471 năm 1484 ở thế kỷ 15. Sách sử gọi là giáo hội La Mã là con điếm Khải Huyền. Vào cuối thời Hắc Ám, thời Trung Cổ, khi mà các giáo hoàng cai trị Âu Châu một cách tàn ngược, thì Chúa đã khuấy động nam nữ tín đồ Kitô, những người đã thấu hiểu thánh kinh, rằng giáo hội chết bầm công giáo La Mã là con điếm Khải Huyền. Giáo triều Vatican cấp giấy phép cho những người hành nghề mở nhà chứa như vậy, tất nhiên là phải có quảng cáo và phải có những người đưa mối. Người Việt Nam ta có một từ ngữ đặc biệt để gọi những hạng người làm cái nghề này là những thằng mu cô, ma cô. Thế mà tất cả 233 ông giáo hoàng tính từ giáo hoàng Sixtus năm 314, 335 trở về sau của giáo hội La Mã đều được gọi là Đức Thánh Cha. Bất kể là trong đó có quá nhiều vị chỉ là những tên ma cô. Như vậy là chỉ những đại diện chúa nào có khả năng moi tiền của giáo dân mới có tiền nộp thuế cho giáo triều Vatican để được công khai sống đời hoang đảng, đú đỡn và phè phỡn với hết tình nhân này đến tình nhân khác. Tất nhiên là các chúa thứ hai này không ở vào tình trạng thiếu thốn về tình cảm trai gái và không có vấn đề sinh lý bị dồn ép hay bí bít. Thế nhưng trong đạo Kitô vẫn có hàng trăm ngàn chúa thứ hai thuộc loại nghèo mặt rẹp. Tại sao vậy? Xin quý vị kiên nhẫn đọc bản văn sự hơi dài dưới đây do cụ Nghiêm Xuân Hồng ghi lại với nguyên văn như sau. Những thế kỷ thứ 16, 17, 18 với sự khám phá châu Mỹ cùng các đất đai xa xăm ở cõi Á Châu đã chứng kiến một châu Âu phồn thịnh khác thường về kỹ thuật, hàng hải, về buôn bán và kinh doanh. Do đó, những lớp người thị trấn đã trở nên giàu có lớn. Họ dần dần trở thành chủ nợ của những người quý tộc và của nhà vua. Tới thế kỷ 18, nhiều sử gia đã làm con toán và thấy rằng mỗi năm nhà vua phải trả cho các chủ nợ tư sản một số tiền lời bằng 1/10 số thuế lợi các ruộng đất trong nước. Cho nên thời tiền cách mạng, nếu quý tộc và các tu sĩ thường nắm được chủ quyền trong nước về mặt luật pháp, thì tầng lớp tư sản thị trấn lại nắm được chủ quyền về tài chính và kinh tế. Tuy nhiên, mặc dù có tiền nông, học thức, tầng lớp tư sản vẫn bị hai giới quý tộc và tu sĩ đè nén. Có nhiều chức vụ trong xã hội mà lớp tư sản không có quyền tham dự hoặc đảm nhiệm. Ví dụ những chức vụ tại pháp đình, trong quân đội cũng vậy. Người dân thường không bao giờ được đóng sĩ quan hết. Ngoài ra, mặc dầu nắm giữ mậu dịch và kinh doanh, sự tự do buôn bán và làm nghề của tầng lớp tư sản vẫn luôn luôn bị lớp quý tộc ngăn trở. Do đó đã xảy ra những mâu thuẫn giữa tầng lớp tư sản đô thị và hai tầng lớp quý tộc và tu sĩ. Ngay cho đến những tầng lớp được ưu đãi, trong mỗi tầng lớp không phải là không tiềm ẩn những mâu thuẫn. Ví dụ như trong tầng lớp tu sĩ, không phải bất cứ người nào khoác áo nhà tu đều có thể sống cuộc đời vương giả. Thực ra trong toàn cõi nước Pháp chỉ có chừng mấy chục vị giám mục và hồng y giáo chủ là có thể sống một cuộc đời xa hoa mà thôi. Tại địa phận Tra Pung, hồng y de Rohan mỗi năm thu lợi số huê lợi chừng 400.000 đồng bảng, tức là một món tiền rất lớn vào thời đó. Nhưng ở dưới các ông hồng y và giám mục có hàng ngàn những linh mục tại các làng xã. Những vị này thường sống nghèo khổ không hơn bọn nông phu là mấy, và họ quả thật là thứ vô sản của giáo hội. Họ đã chất chứa trong tâm khảm những căm hờn và bất mãn. Năm 1789, linh mục coi địa phận Maronlet đã viết: chúng ta, bọn tu sĩ nghèo, sống giữa bọn con chiên đối trách, số phận chúng ta thực không hơn gì hòn đá dùng để xây cất những căn nhà thờ cũ nát của chúng ta. Đã thế, chúng ta còn phải chịu sự áp bức của bề trên nữa. Đã có lần một kẻ trong chúng ta chỉ mặc một khúc cây trong rừng để làm chiếc gậy chống đi đường, mà cái đó cũng đã bị các bề trên lôi ra trước tòa án để xét xử. Thảm hại hơn nữa, chợt bắt gặp chiếc xe song mã hay tứ mã của một vị giám mục hay hồng ý nào đó. Vị linh mục chỉ còn đủ thì giờ, cúi gặp người xuống chào rồi nhảy tót vào bụi rậm bên đường để tránh những vết bùn do bánh xe làm văng ra tung tóe. Do những căm hờn bất mãn đó nên về sau khi xảy ra cách mạng, ta sẽ thấy tầng lớp linh mục nghèo nàn dần dần tách ra khỏi khối giám mục và hồng y để sát cánh cùng với thứ dân, đòi thay đổi chế độ cũ. Ngoài các tầng lớp quý tộc, tu sĩ và tư sản đô thị, còn có tầng lớp dân cày. Lúc đó nước Pháp có một dân số chừng 24 triệu người, nhưng 18 triệu là nông phu. Nông dân cùng với giới tư sản đô thị đều bị coi là tầng lớp thứ dân. Tuy nhiên, ngay đối với tầng lớp tư sản đô thị, người nông phu cũng phải chịu những bóc lột đè nén. Ví dụ như những nông phu làm nghề thủ công thường phải nhận lãnh công việc của chủ nhân ông đô thị, và thường phải lãnh với một giá rẻ mạt. Còn như đối với quý tộc và tu sĩ, lẽ dĩ nhiên là người nông dân phải chịu không biết bao nhiêu là thứ bóc lột rồi. Muốn xây lúa mì cũng phải thuế, muốn nướng bánh mì cũng phải thuế, muốn qua cầu đò cũng phải thuế, muốn tới chợ cũng phải thuế, muốn cho con bò ăn cỏ tại cánh đồng cũng phải thuế, muốn cất một ngôi nhà cũng phải thuế. Nếu chim chóc của quý tộc tới phá hại mùa màng, các nông dân không được quyền săn giết, chỉ được quyền đánh trống, đánh mõ, đuổi đi mà thôi. Chó săn không được nuôi, và nếu nuôi chó thì phải đeo một cái xích thật nặng vào cổ và có dây buộc dắt theo người. Xưa kia, dưới thời thịnh trị phong kiến, khi các công hầu còn cầm gươm, cầm súng xông pha chiến trận để che chở cho bọn dân cày nô lệ, thì người nông phu còn vuốt bụng cam chịu những thuế má đó. Nhưng tới thời đế chế tập quyền, người nông phu đã đóng thuế cho vua rồi, không lẽ còn nai lưng ra đóng thuế cho chúa nữa. Do đó họ dần dần nhận thấy những quyền hành của chúa là vô ích và phôi thai những hoài vọng giải phóng. Dĩ nhiên là họ ở vào tình trạng thiếu thốn tình cảm trai gái. Có thể vì thế mà giáo triều Vatican mới quyết định cho thiết lập các dòng nữ tu cho các đại diện chúa nghèo mạt rệp đến đó để hành dâm. Sự kiện này đã trở thành sự thật từ thế kỷ thứ 9, hơn 7 thế kỷ trước, khi Sixtus năm 1471, năm 1484 ngồi vào vị trí giáo hoàng, giáo triều Vatican đã biến người dân trong xã hội Kitô thành một xã hội loạn luân, loạn dâm loạn. Đây là sự thật trong xã hội Kitô trong thời Trung Cổ. Thứ năm, đầu thế kỷ 21, giáo triều Vatican gửi thư luân lưu ra lệnh cho các viên chức cai quản các giáo phận hay tổng giáo phận phải giữ bí mật cấp độ giáo hoàng về tội ác mà các ngài chúa thứ hai có liên hệ tình dục với các trẻ em hay nữ giới. Vấn đề này cũng được sách sử nói rõ như sau. Năm 2001, hồng y Ratzinger sau khi trở thành giáo hoàng Benedict thứ 16 đã viết một thư luân lưu gửi cho tất cả các giám mục công giáo để ra lệnh giữ bí mật cấp độ giáo hoàng về những tố cáo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông đã ra lệnh cho các giám mục phải giữ tất cả những hồ sơ đó về La Mã, phải gửi tất cả những hồ sơ đó về La Mã. Vậy thì ý kiến cho rằng ông không biết gì về chuyện linh mục loạn dâm quả là một sự vô nghĩa lý. Lá thư này của ông không đề cập gì đến chuyện các giám mục phải báo với cảnh sát về các kẻ lạm dụng tình dục này. Nhà thần học công giáo đáng kính ông Hans Küng đã nói là giáo hoàng phải cùng chịu trách nhiệm về sự che giấu, và giáo hoàng Benedict đã không có lời xin lỗi về sự thiếu sót của chính ông trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục các trẻ em. Rõ ràng là giáo triều Vatican vẫn tiếp tục dùng chính sách khích lệ, dung dưỡng và bao che cho giới người gọi là đại diện chúa, cứ việc trổ tài, dụ dỗ, cưỡng hiếp các nữ tu. nữ chiên và các trẻ em vị thành niên, để cho họ được cảm thấy thích thú trong nghề bất lương, nói láo, không biết ngượng, làm tay sai đắc lực cho nhà thờ Vatican. Vì thế mà càng về sau, giới người này càng có những hành động loạn luân, đỉ điếm một cách lộ liễu và công khai nhẫn nhơ mà không hề bị trừng phạt. Chính vì thế mới có những vụ ô nhục đã bị lộ ra, như một trường hợp linh mục du xe Nguyễn Ngọc Dũng đã có ít nhất là đã 4 nạn nhân rơi vào tay linh mục du xe Dũng. Nạn nhân Lữ Thị Thu Nga đã gửi thơ tố cáo tới giám mục và đã gặp giám mục Toulon về việc cô bị linh mục này hiếp dâm ngày này sang ngày khác. Kinh hoàng như thế nào xin ghi ra một đoạn trong lá thư tố cáo của cô Thu Nga. Có những lần hứng chí ngay trước khi dâng thánh lễ, dù chỉ còn 10 phút, ông ấy cũng đè con ra để thỏa mãn thú tính nhục dục. Sau đó bảo con mặc quần áo vào để ra đi lễ. Thỉnh thoảng ngay sau khi dâng thánh lễ, ông ấy đã tìm con hiếp lấy hiếp để. Xin đọc cái lá thư trên sách hiếm để biết các tiết mục liên hệ đến tên quỷ râu xanh này. Trường 2, trường hợp linh mục du xe Nguyễn Tiến Lộc. Chuyện ông linh mục này được tác giả bài viết Những linh mục vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Của anh Tuấn Lê ghi nhận như sau: tôi đành phải thêm vào danh sách này ngài Nguyễn Tiến Lộc, một linh mục đã lớn tuổi, có một trang Wikipedia dành cho ngài. Ngài đã là nhạc sĩ, là huynh trưởng hướng đạo, từng viết rất nhiều ca khúc hướng đạo, từng tàn trữ vũ khí chống cộng sản và từng đi tù. Về ngài thuộc dòng Chúa Cứu Thế, mà đã là dòng Chúa Cứu Thế thì cho dù chưa có thành tích chống cộng sản cũng luôn nuôi hận với cộng sản. Nhưng du xe là Giê-xu, Nguyễn Tiến Lộc không nổi danh vì nhạc hoặc vì chống cộng sản. Ngài nổi danh vì có thành tích ấu dâm với tất cả những đứa con của bà chị ruột, cả trai lẫn gái. Ngài đúng là nhạc sĩ, máu văn nghệ khiến ngài không phân biệt trai hay gái. Ngài chơi sơi tất tần tật, không phân biệt giai cấp nam nữ già trẻ. Mời bà con xem clip YouTube do chính cháu gái Nguyễn Mai Hương và chị ruột tên Yên của ngài tố cáo lên YouTube. Theo lời tố cáo được ghi rõ bên dưới video, ta có thể biết thêm chi tiết nữa là ngài đang sống như vợ chồng với chị của Mai Hương là Mai Khanh, với sự đồng lõa của hai người cháu trai, và đang âm mưu cướp luôn ngôi nhà của bà chị. Có hình ảnh Nguyễn Tiến Lộc đây. Trường hợp linh mục du xe 3, trường hợp thứ 3 là du xe trường hợp linh mục Nguyễn Hữu Dụ ở Hilton. Người viết không rõ phương cách kinh tài của ông ta ra sao, nhưng ông ta có thể quyến rũ một tín đồ phụ nữ phục vụ cho nhu cầu sinh lý của ông. Một lần ông ta hành dâm ở bãi đậu xe giữa Thanh Thiên Bạch Trạc, bị cảnh sát chụp được, lập biên bản và đưa ra tòa án Harris County, Texas, hồ sơ số 9450-613, Capno 0450-613, Fitzgerald, đáp 21 tháng 12 năm 1994. Tiền ký quỹ tại ngoại hầu tra là 500 Mỹ Kim. Bốn, trường hợp linh mục Trần Công Nghị, người sáng lập kênh YouTube Việt Catholic, có mấy câu chuyện ông lưu manh đào hoa này liên quan đến phụ nữ mà người ngoài có thể nghe được qua mấy lá thư tố cáo. Thứ nhất, lá thư của Bích Ngọc với tựa đề Tôi đã câm điếng trên 40 năm qua, với hình ảnh cô Diamond Bích Ngọc đầy nước mắt. Diamond Bích Ngọc đã kiện linh mục Trần Công Nghị ra tòa. Theo đó, linh mục Trần Công Nghị bị cáo buộc đã hiếp dâm con chiên nữ Tân Tòng Diamond Bích Ngọc, xem lật chồng báo cũ, bàn những chuyện về cha Nghị Thiên Lôi. Trước ngày tòa xử 23 tháng 1 năm 2006, có lẽ đã có nhiều màn đi đêm giữa các thế lực đen để cố hòa giải giữa bà Bích Ngọc và linh mục. Chuyện thứ hai, năm 2003, linh mục Trần Công Nghị dẫn một phái đoàn văn nghệ sĩ Việt Nam sang trình diễn tại Rome nhân dịp Đại hội Giới Trẻ, theo lời nữ ca sĩ người Kitô giáo tên là Ngọc Huệ. Cha Doan Nghị đã rửa tội cho ca sĩ Thanh Lan tại đây. Ngọc Huệ kể, nữ ca sĩ Thanh Lan có khoe với em về những món quà giá trị mà ông Trần Công Nghị đã mua sắm thưởng cho nữ ca sĩ Thanh Lan. Vì mới được rửa tội, có cả vàng vòng và nhẫn kim cương gần 7.000 USD. 5. Vô số trường hợp khác được đăng lên báo chí đó đây, mà một vài danh sách đã được đăng lên trang sách hiếm. Có thể nhìn qua một vài bài có tựa đề như sau: tu sĩ Kitô và tình dục, danh sách không đầy đủ sách hiếm sưu tầm. 301 Mỹ bị tố cáo là buộc lạm dụng hàng nghìn trẻ em. Ấn Độ, linh mục bà Cotto và Sơ Sét Phi bị vô tù vì tội giết Sơ Abhaya cùng tu viện. Hồng Y Pell bị kết án vì lạm dụng tình dục hai bé trai của ca đoàn. Công tố viên kêu gọi bắt giữ giám mục Vatican bị cáo buộc lạm dụng tình dục hai chúng sinh ở Argentina. Facebook Vatican tăng. Linh mục ở Washington DC lãnh án 15 năm tù vì hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Washington Post. Giáo hoàng đổ lỗi cho Satan các vụ ấu dâm trong giáo hội. Báo giáo hoàng Francis bí lối không thể đưa ra các bước cụ thể để loại bỏ các giáo sĩ lạm dụng. Tệ nạn các ngài đại diện Chúa trở thành những tên ác quỷ dâm tặc công khai, lộ liễu và trắng trợn như trên đã khiến cho con số nạn nhân bị các ngài hãm hiếp càng ngày càng tăng lên hết sức khủng khiếp với 40 triệu người. Tệ nạn này đã khiến cho nhân dân thế giới lên án giáo hội La Mã hay Kitô giáo hết sức mãnh liệt. Vì thế mà đây là giáo hoàng Francis đành phải triệu tập một hội nghị gồm các hồng y và các giám mục ở ngay trong tòa thánh Vatican khỏi nhóm vào ngày 21 tháng 2 năm 2019, kéo dài cả 4 ngày để bàn nhau tìm một biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề vấn nạn ô nhục này. Thế nhưng vì không có thực tâm, giáo hoàng Francis quay ra dùng thủ đoạn nói quanh quanh rồi đổ lỗi cho quỷ Satan, cho rằng các giám mục và linh mục bị quỷ ám cho nên mới phải làm những tội ác tày trời, không trời không dung đất không tha như vậy. Thủ đoạn lì lợm trơ trẽn như trên của giáo hoàng Francis đã làm cho mọi người thất vọng, không thể nào còn tin tưởng vào ông ta nữa, và than phiền rằng chúng tôi không ngạc nhiên nhưng chúng tôi thất vọng. Nhận xét của Jean Marie, người Thụy Sĩ có mặt tại cùng nhiều nạn nhân khác ở quảng trường Thero. Ông khẳng định thật sự đó là một vụ ba hoa, đổ cho lỗi của quỷ để khỏa lấp chạy tội chứ không đương đầu giải quyết trực tiếp những vấn nạn của giáo hội. Đối với Francisco Gianardi, người Ý, Vatican không còn đáng tin nữa và giáo hội tiếp tục cảm thấy như một nạn nhân, bởi vì các nạn nhân đang đòi hỏi các biện pháp. Thật đáng thất vọng. Peter Sauder, cựu thành viên của Ủy ban chống ấu dâm của Vatican nói, ông thậm chí còn phản đối bài phát biểu nói về ma quỷ, về tội ác, không có gì về sự không khoan dung, dứt khoát loại trừ những kẻ hiếp dâm, trẻ em và những kẻ lạm dụng tình dục, làm việc cho giáo hội. Và nhấn mạnh giáo hoàng đang khéo léo chuyển hướng đi nơi khác. Tất cả chúng ta đều biết đó là một vấn đề toàn cầu. Cả giáo hoàng Francis và các thành viên tham dự hội luận này chỉ nói nay dông dài mà không đưa ra được một giải pháp tích cực nào để giải quyết tận gốc của vấn đề, nghĩa là chỉ đánh trống bỏ dùi mà thôi. Trong khi giới tu sĩ áo đen, người Âu Mỹ nổi tiếng về ấu dâm và gian dâm với các nữ tu sĩ và chiên nữ, vì giới tu sĩ người Á Châu lại nổi tiếng về một gian dâm với các bà nữ tu cũng như với chiên còn non dạ, hai thông dâm với các con chiên đã lập gia đình. Như vậy đã chính nạn nhân trong vấn đề này cũng là các ông con chiên bị cấm sừng, nhưng không biết tại sao họ lại thủ khẩu như bình và không dám báo cáo cho cơ quan hộ trách của chính quyền thế tục. Nói về tệ nạn dâm loạn của giới người mặc sắc phục áo trùng đen, linh mục áo trùng tím, giám mục và tổng giám mục, linh mục Nguyễn Thanh Sơn nói rõ vấn đề này trong hai số báo tận thế, số ra mắt ngày 15 tháng 6 năm 2002, trang 27, tờ tận thế số 2 ngày 15 tháng 7 năm 2002, trang 31. Trong mấy trang của hai tờ báo này, linh mục Nguyễn Thanh Sơn nêu rõ danh tính của cả hàng trăm một người Việt Nam mang tội cặp kè gian díu, gian dâm và thông dâm với nữ chiên chưa chồng cũng như đã có chồng. Chính vì thế mà nạn con hoang đúng ra là con rơi của bọn linh mục dâm tặc tràn ngập trong xã hội. Con chiên sách sử nói rõ vấn đề này như sau. Một bản thống kê cho biết một xứ có 900.000 dân mà có tới 3.000 tu sĩ, và cứ 200 năm, nghĩa là 40% đứa con hoang là của các ông tu sĩ. Đoạn văn trên đây cho chúng ta biết cứ 200 năm 40% đứa con hoang là con của các ông tu sĩ. Không biết tại sao sử gia Thero de Roth lại gọi những đứa trẻ này là con hoang. Người viết thiết nghĩ rằng phải nên gọi là chúng nó là những đứa con của các ngài mang chức thánh hay là những ông thánh con của giáo hội La Mã. Nó theo ngôn ngữ của bà Hồ Xuân Hương thì ông thánh con này chính là những đàn cá thòng rồng của các ngài mang chức thánh, mang đến thả vào những cái giếng thanh tân của nữ tín đồ Cato. Nó đổ lỗi cho Satan, nhưng mà thật chắc ra nó biết bao lần đại diện Chúa dưới trần, rồi bao nhiêu lần rửa tội, rồi hồ biến, rồi đủ thứ hết, cấm ngăn cấm không cho Satan nhập, đồ đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng hay xảy ra chuyện thì nó nói là do Satan. Đúng là cái bọn lươn lẹo, cái bọn lưỡi không xương thì gớm ghiếc. Chương 4, các đại diện Chúa tàn sát lẫn nhau. Tại cái chương này mới hay nè. Trần Vĩnh Kim rồi tập nghe cho nó sáng mắt rồi ra nha. Đừng có comment tầm bậy tầm bạ, nó gặp Chúa hồi nào đâu mà gặp Chúa. Mấy linh mục giám mục Hồng Y nó còn không sợ mà, nó còn không tin mà có đâu mà Trần Vĩnh Kim tin ha. Vô comment đi, tiếp đi. Sách sử cũng cho thấy rằng các ngài đại diện Chúa rất nặng lòng thèm khát quyền lực, cùng với những các ác tính đố kỵ tị hiềm, kẻ trên chèn ép người dưới rồi phân hóa thành những bè đảng, rồi họ thanh toán tàn sát và lẫn nhau để độc chiếm quyền lực, và bị nhân dân dưới quyền khinh bỉ căm thù vì bị ức hiếp và cấm sừng mà sát hại. Thứ nhất, xin nói về các đức thánh cha chết vì thanh toán và tàn sát lẫn nhau để độc chiếm quyền lực. Sách The Pope Encyclopedia nói rõ ràng trong lịch sử giáo hội La Mã có tới 39 giáo hoàng như vậy. Sách sử gọi những vụ nổi loạn, chống đối và tiêu diệt lẫn nhau như trên. Red Jim tạm dịch là Đại Ly giáo, là nói về vụ ly giáo Đông Tây giữa giáo hội chính thống và giáo hội Kitô La Mã, khởi đầu vào năm 1054. Vụ ly giáo trong giáo hội phương Tây, tức là vụ ly giáo trong nội bộ giáo hội La Mã, kéo dài từ năm 1378 đến năm 1417. Qua phần trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng trong nội bộ giáo hội La Mã đã có tới 39 lần các ông mang chức thánh cao cấp nhất trong giáo hội chia thành 2 hay 3 phe. Mỗi phe xưng hùng xưng bá và chiếm cứ một vùng, thành lập giáo triều riêng, tự xưng là chính thống, gọi đối phương là ngụy, rồi phát động những chiến dịch tấn công các phe thù địch và những thành phần đối kháng, y hệt như tình trạng một Việt Nam ta vào thời thập nhị sứ quân trong thế kỷ thứ 10, Nam triều Bắc triều năm 1533 năm 1592, hay Trịnh Nguyễn phân tranh năm 1627 năm 1775. 2. Trung Quốc trong thời Xuân Thu Chiến Quốc năm 722 năm 497 trước Tây lịch và thời Đông Chu Liệt Quốc từ khoảng năm 476 đến 221 trước Tây lịch. Trước khi các tiểu quốc gia được Tần Thủy Hoàng thâu tóm và gom lại thành nước Trung Hoa thống nhất dưới quyền thống trị của nhà Tần năm 221-207 trước Tây lịch, tình trạng tranh giành quyền lực và ngôi vị trong giáo triều Vatican như trên đã giúp cho các nhà sử học có những bằng chứng hùng hồn, chứng minh cho mọi người thấy rằng hầu hết các giáo hoàng trong giáo hội La Mã đều mang nặng tính cấp đạo đức giả còn hơn cả nhạc bất quần. Nhạc bất quần trong phim Lĩnh Hồ Xuân á, Tiếu Ngạo Giang Hồ á, nhạc bất quần nham hiểm, lương lẹo, đạo đức giả. Thứ hai, xin nói về con số các ngài đại diện Chúa chết do người dân dưới quyền sát hại của các ngài sống dưới đời phóng đảng, loạn luân, loạn dâm, gian dâm và thông dâm với các nữ chiên bất kể là có chồng hay chưa. Con số các ngài Chúa thứ hai bị người dân dưới quyền sát hại cũng khá nhiều, nếu không muốn nói là ngang ngửa với con số các ngài chết vì các cuộc thanh toán lẫn nhau để giành chiếm quyền lực. Con số các ngài chết vì lý do này cũng được sử gia Matthew Bunson nói rõ như sau. Một, giáo hoàng John thứ 8 năm 872-882 bị hạ độc và đánh cho chết. 2. Giáo hoàng Adrian thứ 3 năm 884-885 tin đồn bị hạ độc. 3. Giáo hoàng Stephen thứ 6 năm 896-897 bị bóp cổ hay thắt cổ. 4. Giáo hoàng Leo thứ 5 năm 903 bị ám sát chết. 5. Giáo hoàng John thứ 10 914-928 chết ngạt vì bị đè dưới gối. 6. Giáo hoàng Stephen thứ 7, có chỗ thì thứ 8 928-942 có lẽ bị ám sát. Giáo hoàng Stephen thứ 8 thứ 9 năm 939-942 bị tùng xẻo và chết vì những vết thương. 8. Giáo hoàng Gioan thứ 12 955-964 bị đột quỵ trong khi với một người tình hoặc bị sát hại bởi người chồng của người tình đó. 9. Giáo hoàng Benedict thứ 6 năm 973-974 bị bóp nghẹt chết bởi một linh mục. 10. Giáo hoàng Gioan thứ 14 983-984 bị bỏ đói cho chết hoặc bị hạ độc. 11. Giáo hoàng Roger thứ 5 996-999 tin đồn bị hạ độc, cũng có thể bị bệnh sốt rét. 12. Giáo hoàng Sirius thứ 4 năm 1909, năm 1012 có lẽ bị ám sát. 13. Giáo hoàng Clement thứ hai năm 1046, 1047 tin đồn bị hạ độc. 14. Giáo hoàng Damasus thứ hai năm 1048 tin đồn bị ám sát. 15. Giáo hoàng Boniface thứ 8 năm 1294, năm 1303 chết vì bị hành hạ khi bị giam tù ở Anaghi của Pháp. Ngoài danh sách nêu đích danh 15 giáo hoàng ác ôn trên đây chết vì dâm loạn và thông dâm với các bà vợ của tín đồ. Còn các trường hợp khác như một giáo hoàng Formosus 891, 896 chết và đã nằm sâu trong lòng mộ hơn 9 tháng mà còn bị giáo người kế nhiệm là giáo hoàng Stephen VII 896, 897 khai quật lấy xác, cho mặc sắc phục giáo hoàng, đặt vào ghế trước vành móng ngựa để xử lý về tội tiếm quyền. 2. Giáo hoàng Arian thứ 6 năm 1459, năm 1523 làm giáo hoàng được hơn một năm, từ tháng 8 năm 1522 đến ngày 14 tháng 9 năm 1523 thì chết, không biết chết tự nhiên hay bị bức tử. Ngài muốn cải tổ giáo hội và tòa thánh, nhất là nội các La Mã của vị tiền nhiệm là giáo hoàng Leo thứ 10 năm 1513, năm 1521. Ngài công khai tố cáo những điều khả ố, lạm dụng, dối trá từ trên nóc xuống đến các thành viên của các triều đình La Mã. 3. Giáo hoàng John Paul I năm 1978 chỉ tại vì được có khoảng 3 tháng thì bị đầu độc chết. Sự kiện này được sách sử nói rõ như sau: giáo hoàng John Paul I được bầu làm giáo hoàng vào tháng 8 năm 1978 lúc ngài 65 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu bằng hai tên thánh John và Paulo. Ngài luôn luôn cười vui vẻ nên được giới ký giả quốc tế tặng danh hiệu là Đức Giáo hoàng Di Lặc Công giáo. Ngài bị đầu độc chết sau khi uống một ly cà phê vào lúc 11 giờ tối ngày 28 tháng 8 năm 1978. Người mưu sát là Hồng y Jean Villot, quản nhiệm địa phận Lyon, Pháp, lúc đó đương làm quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với thủ tướng. Hồng y Jean Villot là hội viên tam điểm, bí danh là Jenny, được kết nạp tại Zurich ngày 6 tháng 8 năm 1976, đứng đầu Đại tổ Vatican. Trước khi gia nhập tam điểm, Hồng y Villot đã nắm trọn guồng máy hành chính của triều đình Vatican từ năm 1962. Dưới quyền Jean Villot có 121 Paulo II cán bộ nằm vùng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cơ quan của tòa thánh. Tháng 3 năm 1979, Jean Villot qua đời. Đương kim giáo hoàng John Paulo II bổ nhậm đàn em của Jean Villot, một trong số 121 cán bộ tam điểm là Hồng y Casariro Roli, đảm nhiệm chức vụ quốc vụ khanh từ tháng 3 năm 1979. Tất nhiên, giáo hoàng John Paul II biết hết mọi chuyện bí mật của Jean Villot và phải là người trong nhóm bí mật của siêu quyền lực, giấu mặt mới có thể được cất nhắc lên ngôi vị giáo hoàng hiện nay. Âm mưu hãm hại lẫn nhau trong các giáo phận và giáo khu tại quốc gia địa phương không phải chỉ xảy ra ở Âu Châu trong thời Trung Cổ mà luôn luôn xảy ra ở bất kỳ nơi nào có khu giáo phận Kitô La Mã, rõ ràng nhất là ở Việt Nam. Vấn đề này được giáo sư Con Chiên Nguyễn Văn Trung nói rõ như sau: điểm lại tình hình của giáo hội Việt Nam, có những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thực vậy, chuyện giáo dân bị coi như cỏ rác thường ngày ở huyện Chuyện đau lòng hơn cả là chuyện các ngài chủ chăn chơi nhau thay vì chơi với nhau, ngày càng phơi trần ra. Sự xa hoa, sự xa đọa trong giáo hội càng ngày càng tăng thêm. Người dân chỉ có quyền quăng lời, đóng góp và hầu hạ các bậc trong hội thánh. Ai vâng lời dưới 100% có thể bị coi là rối đạo và bị loại trừ dưới mọi hình thức. Nhất là không vâng lời về chuyện chính trị và tiền bạc thì xem như là lúa đời, phạm tội cực trọng, đáng sa thải hỏa ngục đời đời chẳng cùng. Amen. Thật ra chính trị và tiền bạc đã và đang là nguyên nhân chính gây nên sự bất bình an, sao đọa và làm hoen ố hình ảnh tươi đẹp của giáo hội Việt Nam. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Ai có dịp gần gũi các giám mục Việt Nam đều có chung nhận xét rằng về cá nhân, các ngài có vẻ đạo mạo, cởi mở, dễ mến, trừ một ít vì tỏ ra cao ngạo, khép kín, quan liêu. Nhưng trong lề lối làm việc của các giám mục thường rất độc tài, độc đoán. Trong đối xử thường tỏ ra kỳ thị, ban phát ân huệ, coi thường bề dưới, ganh tị và càng cựa với đồng liêu để lập công với tòa thánh. Những điểm nổi bật nhất là tiền hậu bất nhất, việc làm không đi đôi với rời rao giảng, trọng ngoại khinh nội, tham phú phụ bần, vô cùng sợ hãi tòa thánh. Đến nỗi tòa thánh Vatican, đến nỗi có những linh mục nói rằng tòa thánh đánh trống cũng khan thơm. Mâu thuẫn giữa giám mục chánh và giám mục phó. Ngày nay chuyện các giám mục chơi nhau không cần phải vạch áo xem lưng, bàn dân thiên hạ đều biết rõ. Nhất là giữa các giám mục chánh và phó. Đức Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền chơi Đức Tổng Giám mục phó Stefano Nguyễn Như Thể ra sao thì hồ sơ còn đó, buộc Đức Cha Thể phải từ chức vì sự hiệp nhất trong giáo hội. Hiệp nhất hay là hèn nhát. Nhiều người biết Đức Cha Phaolô Bùi Như Tạo chơi Đức Cha Nguyễn Văn Yến. Thậm chí có đơn phụ nữ tố cáo Đức Cha Yến gửi sang tòa thánh. Và việc Đức Cha Tạo bàn tính với Đức Hồng Y buộc Đức Cha Yến từ chức. Bà con giáo dân Vinh ở miền Nam biết rõ Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp đã chơi Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên phải ngậm đắng nuốt cay như thế nào. Đức Cha André Nguyễn Văn Nam và Đức Cha Phó GB Phạm Minh Mẫn mâu thuẫn với nhau ra sao đã có nhiều giai thoại. Chuyện Đức Cha Alexis Phan Văn Lộc và Đức Cha Phó Trần Thanh Trung choảng nhau đã nổi tiếng sang đến tận tòa thánh Vatican. Đức Cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật đối với Đức Cha Phụ tá Thomas Nguyễn Văn Trâm thua cả giáo dân tay chân thâm tín của Đức Cha Nhật, làm nhiều linh mục Xuân Lộc phải ngao ngán Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ Trường Kỳ khống chế Đức Cha GB Bùi Tuần ra sao. Xin miễn bàn, dẫu sao Đức Cha Tuần cũng sắp sửa mừng 25 năm giám mục phó dưới sự canh chừng cẩn mật của Đức Cha Ngữ. Kẻo Đức Cha Tuần lầm đường lạc lối, xa trước cám dỗ, làm tổng biên tập cho báo Công giáo và Dân tộc. Chuyện các giám mục chơi nhau có lẽ kể nghìn lẻ một đêm không dứt, nên nhiều linh mục chánh phó đã noi gương chơi nhau sát phán ra sao bà con các xứ đạo đều biết. Nhất là các chị em con Đức Mẹ không dám nêu thêm ở đây nữa, kẻo ô danh sự đạo Giêsu Maria lạy Chúa tôi. Bọn phá đạo nói xấu các đức cha không đâu, nói thật đấy, lời Chúa phán sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Các giám mục, linh mục hãy thành thật thương nhau cho giáo dân được nhờ. Hãy làm gương sống theo lời trang dạy của Chúa. Không thương yêu nhau thì thương yêu kẻ thù thế quái nào được. Cứ rao giảng như thế là láo toét và bịp bợm. Đó là xin hết cái phần chương thứ tư. Này clip sau mình sẽ làm chương thứ 5 và chương thứ 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.